Các bạn đang xem trên tay tôi đây là lọc 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 dầu, lọc dầu hay gọi là lọc nhớt, lọc dầu hay có anh em gọi là lọc nhớt, tức là cái này nó lọc nhớt máy của dòng xe, lọc nhớt lọc cái máy dầu bôi trơn ấy của dòng xe Mitsubishi Triton và Pajero Sport. Đấy, lọc dầu hay gọi là lọc nhớt của dòng xe Mitsubishi Triton và Pajero Sport. Lọc dầu lọc nhớt. Nhà sản phẩm về trực tiếp chúng tôi nhập khẩu từ Mitsubishi Moto về. Đấy, Mitsubishi Moto về. Mà sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản. Bạn nhìn. Made in Japan, Nhật Bản. Được trực tiếp phụ tùng Mitsubishi An Việt nhập khẩu về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Cái lọc dầu lọc nhớt này. Thì trong quá trình mà xe chúng ta lưu thông xe trên đường thì các bạn chạy một thời gian thì bắt buộc các bạn phải thay cái dầu nhớt. Dầu nhớt chính là nó lọc cái bụi bẩn. Đấy. Để làm sao nó đảm bảo độ bền cho động cơ. Sau một thời gian các bạn chạy xe, các bạn sẽ thấy sự khi mà chúng ta thay dầu chúng ta sẽ thấy rất là bẩn. Cái lọc này có tác dụng nó lọc cái toàn bộ cái dầu nhớt đấy để đảm bảo độ bền cho động cơ. Các bạn sẽ thấy khi mà anh em gara, anh em sửa chữa, các bạn sẽ thấy là cái xe nào mà thay cái dầu nhớt định kỳ đều đặn thì cái chất lượng máy và chúng ta khi mà chúng ta đặc biệt chúng ta bắt máy, nó đảm bảo cái độ bền cho cái động cơ chúng ta rất là tốt. Đấy. Còn khi mà anh em nào mà lười thay thì khi mà chúng ta nó dẫn đến là cái tuổi thọ của động cơ nó sẽ giảm. Thì sản phẩm này trực tiếp phụ tùng Mitsubishi An Việt nhập khẩu về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Các bạn khi mà anh em trong quá trình chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường mà gặp dòng xe Mitsubishi mà chúng ta cần phải thay thế và sửa chữa phụ tùng, thì cũng rất mong anh em sẽ liên hệ ủng hộ phụ tùng Mitsubishi An Việt. Chúng tôi phụ tùng Mitsubishi An Việt là chuyên dòng xe Mitsubishi này. Các bạn sẽ nhìn logo anh em gara trong quá trình sửa chữa mà chúng ta nhìn thấy con xe nào có logo Mitsubishi này thì các bạn vui lòng đến với phụ tùng Mitsubishi An Việt. Đến với chúng tôi thì các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả của tất cả các hàng hóa của dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam hiện nay. Bởi vì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên rồi, chuyên nên đã sẽ đảm bảo cung cấp cho các bạn hàng hóa đảm bảo chuẩn, chất lượng, giá cả thì chúng tôi chuyên nên rất cực kỳ cạnh tranh. Và hai nữa là đội ngũ kinh doanh chúng tôi chuyên nên rất là am hiểu về xe, am hiểu về dòng xe này. Cung cấp đầy đủ từ gầm máy, thân vỏ, lá côn, màn FPT, gương nền, ba đời sốc. Như vậy là anh em trong quá trình mà chúng ta đi xe, chúng tôi rất am hiểu thì sẽ tránh trường hợp là các bạn lấy nó sẽ bị không bị đảm bảo là hàng gửi về chuẩn, đúng đời, đúng chuẩn. Nó không bị trong trường hợp mà chúng ta bị sai hàng để gửi đi gửi lại nó rất là mất thời gian nếu mà chúng ta mua những đơn vị không chuyên. Còn đến với phụ tùng Mitsubishi An Việt thì các bạn hoàn toàn yên tâm về điều đấy, bởi chúng tôi chuyên về dòng xe Mitsubishi này nên sẽ bảo hàng gửi đúng chuẩn luôn. Thì rất mong anh em sẽ liên hệ ủng hộ phụ tùng Mitsubishi An Việt bằng cách các bạn truy cập website phụ tùng mitsubishi.vn. Thì rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ mua hàng tại phụ tùng mitsubishi.vn.